Hanan ti phô ga đừng mê thang nơ cha bà ra ga quê si nô phô ga tăng hà gia đừng mê thô hành ti anh nhê quá áp ta năng. Hà nánh ti phô gà đừng mê thăng nô cha bà ra ga quê si nô phô gà tăng hà gia đừng mê thô hành ti anh nhê quá ta năng. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hà nam ti phô ga đâm mê thần, nô cha ba ra ga quê si nô. Phô ga tăng ha ga đâm mê thù, anh ti anh nhế quá ta nặng. Hà nam ti phô ga đâm mê thần, nô cha ba ra ga quê si nô. Phô gá tăng hà gia đùm mê thô hành tí anh nhê quá áp tà năng. Tài sản làm hại người mê, nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông. Tham giàu đã hại mình xong, còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Bích. Dạ em kính mời chị Nhung tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn anh Minh. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn số 355 ạ. Ha nàn ti phô gà đùm mê thang nô cha bà ra gà quê si nô phô gà tăng hà cha đùm mê thô hàn ti anh. Nhà quê con xin sám hối, con đọc lại. Ha nàn ti phô ga đùm mê thang nô cha bà ra ga quê si nô phô ga tăng hà cha đùm mê thô hành ti anh nhê quá tà năng. Ha nàn ti phô ga đùm mê thang nô cha bà ra ga quê si nô phô ga tan ha và đùm mê thô hành ti anh nhé quả ta năng. Hà nan ti phô ga đùm mê thăng nô cha pa ra ga quê si nô phô ga tan ha và đùm mê thô hành ti anh nhé quả ta năng. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tài sản làm hại người mê, nhưng không làm hại kẻ kết bè vượt sông. Tham giàu đã hại mình xong, còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc kệ xong ạ. Dạ. Con xin xuống mic. Kính cảm ơn huynh Quát Thân Á Đa Bớt Bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thủ, sa thủ kính cảm ơn ship. Kim Nhung, Hồng Thị Kim Nhung. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 355. Há nan tí phô ga đục mê thăng, nô chá pa rá gá quê xí nô. Bồ gá tan hà đùm mê thô, hành tí anh nhê quá áp ta năng. Há nan tí bồ gà đùm mê thăng, nô chá pa rá ghê gá quê xí nô. Bồ gá tan hà giá đùm mê thô, hành tí anh nhê quá áp ta năng. Há nan tí phô ga đùm mê thăng,
nô cha pa ra ga quê xí nô ô ga tan ha giá đùm mê thô hàn tí anh nhê quá át ta năng tài sản hại người ngu không người tìm bờ kia vì kẻ ngu vì tham giàu mình và hại người bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu tài sản làm hại người mê nhưng không làm hại kẻ kết bè vượt sông tham giàu đã hại mình xong còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong và mến mời bàn tay của quý Phật tử nha và mến mời bàn tay An Nhiên. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thâm Tha Giá, Nam Mô Săn Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Sư Pháp Tính. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý cô Tư Nữ. Dạ, con kính chào quý cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 355 Há Nàn Tí Bồ Gà Thùm Đùm Mê Thăng đùm mê thăng nô chát bà ra giá quê si nô bồ gá tần hà giá đùm mê thô hành tí anh nhẹ quá ách tần năng ha nành tí bồ gà đùm mê thăng nô chát bà ra ra quê si nô bồ ra tần hà giá đùm mê thô hành tí anh nhẹ quá ta năng ha nành tí bồ gà thùm đâm mê thăng nô chát bà rá rá quê xí nô bồ rá tành hà giá đâm mê thô hành tí anh nhẹ quá ách ta năng tài sản hại người ngu không người tìm bờ kia kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tài sản làm hại người mê, nhưng không hại kẻ. Kết bè vượt sông, tham giàu đã hại mình xong, còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin đọc bài xong dạ. Con xin xuống mic. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Bình thấy hình như Kim Nhung định cầm mic phải không Kim Nhung? Hello. Dạ, cảm ơn Trần Đồng, cảm ơn Kim Nhung. Cảm ơn Hoàng Nguyệt, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, mến chào Hoàng Nguyệt. Mới vào đạo tràng, mến chào Cẩm Vân. Dạ. Kim Nhung bị tai nạn, không sao. Tai nạn này thì Nhật Bình biết, nhưng mà có cái là tại giờ nãy giờ Nhật Bình không có chiếc máy đó nên thấy Kim Nhung đưa tay đây Nhật Bình thấy thôi còn tai nạn của Kim Nhung Nhật Bình biết rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai Giác, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Cho phép vừa một cái coi. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 355. Dạ, Nhật Bình thấy cô tu nữ thăm má cha đi có chiếc máy nè. Cô có cầm mic không cô? Cô cầm mic được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu à. Alo, alo. Cô thăm má cha đi có cầm mic được không? Cầm mic được Nhật Bình nhường mic cô nha.
Dạ, sa thủ lành thay, kính mời cô. Nam mô giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân khai giá. Cảm ơn quần của đồng cho biết nghe nhỏ nhỏ. Cảm ơn kính Minh Hạc, Đại Đức Pháp Tình, Chư Tôn Đức Tâm. Cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Xin kính chào với cô tôi nói cùng toàn thể quý vị. Sau đây con xin phép giả bài Pháp Cú Kinh 355. Cảm ơn chú Phát Tài Nam. Alanti vô gà đun mê thắng nô cha ba ra gà quê si nô vô gà tan hai gà đun mê thô hàn ti anh nghe qua an ta lăng Alanti vô gà đun mê thắng nô cha ba ra gà quê si nô phô ga tan hai di tô hán ti anh nhê qua ta lăng hà lan ti phô ga đu mê thô nô cha ba ra quê si nô phô ga tan hai và đu mê thô hán ti anh nhê qua ta năng tài sản hại người ngu không người tìm bờ kia kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tài sản làm hại người mê nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông. Tham giàu đã hại mình xong còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin gửi lại bức cho cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ thăm má cha đi. Nam mô Bích Tha giá, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Đặng Đông. Cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy còn một phút, con xin ông bài. Rồi sau đó thì con thỉnh Pháp Sư. Dạ. Hà nàn ti phô gà đụm mê thăng nô chá bà ra gà quê xí nô phô gà tành hà chá đụm mê thô hành ti anh nhê quá át ta năng. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Và đây là bản tiếng ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn Minh Bách Tha Ná cho bài học. Hà nan ti phô gà đụm mê thăng nổ cha ba ra gà quê si nô hồ tả tanh ha gà đụm mê thơ tanh hi anh nhê và ta năng. Tài sản làm hại người mê nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông. Tham giàu đã hại mình xong còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thăm Má Cha Rí. Xích Kim Nhung, xích An Nhiên, Cẩm Vân, cô ấy Minh, xích Đặng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh số 356. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Vá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Ta Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Vá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Ta Sa. Nam Mô
sa va ga va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa ram ma cha lo ka thi va ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi va rang a ya cha tha san ti sa sa tap ba ra chap kha cha ti ka đề xê tù thâm măng à nu căm bi măng ba chăng sa thâm ma phê riêng vi na yánh cha ca yăng sua tan cha băng thân à phi thâm ma chăm măng à cô ta yên tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ ba đi dê ba đi xa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng a trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tham thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng gì hơn quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lập gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ăn khổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh người khắp chúng ni a tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 356. Nhược Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Các vị có nghe Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Tha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Trước khi đi vào bài học mới ngày hôm nay, xin cung tỉnh Chư Tăng và mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo để đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sakkato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatthipanno bhagavato savakasangho sáng khẳng Nam-a-mi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi học thường lệ ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục câu pháp cú 356. Xin lỗi quý vị, như vậy là Tịnh Đạt đã xem sai cái câu, xem nhầm cái thông tin câu 355. Quý vị đợi cho tí xíu. Thầy cô, giữa đó,
Dạ. Do là lúc chiều, lúc hôm nay ở chùa có một cái buổi lễ trai tăng ở xa. Dạ vâng. Rồi buổi chiều mới về tới thì có thấy đó là câu 355. Nhưng mà quên là tiếp tục là 356. Cho nên quý vị đợi cho tí xíu. Dạ. Dạ, cái câu chuyện này thì câu 356 thì cũng ngắn thôi. Trong khi chờ đợi đó, đã như vậy nè, mời cái thật sự ra hơi bị bối rối khi mà thay đổi câu pháp cú một tí xíu. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô có thể quan hỷ giúp giùm sư 5 phút nha. Dạ, cô có thể đọc lại cái bài mới này giùm sư, rồi 5 phút sau sư sẽ trở lại. Tình đàn xin sám hối với những 5 phút sau tình đàn sẽ trở lại. Dạ, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, sư kia yên tâm, tụi con có thể kéo dài thời gian được một chút. Dạ, cảm ơn Rạng Đông để sư có thời gian coi lại bài. Cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, lúc nãy còn vị nào chưa trả bài không? Nhật Quỳnh nhớ hình như Thanh Thủy chưa trả bài phải không Thanh Thủy? Thanh Thủy ơi, có phải là Thanh Thủy chưa trả bài hay không? Bây giờ mình trả bài cũ đi, để cho sư có thời gian nhìn lại bài mới. Alo, alo, Minh Thủy ơi. Vậy là Thủy không có mặt trước máy. Cô Phúc Hạnh hồi nãy trả bài chưa cô Phúc Hạnh? Dạ, vậy là cô Phúc Hạnh cũng bận việc không có trước máy luôn. Dạ. Bây giờ con học đọc bài mới mà con đọc bài cũ. Dạ, để bài mới còn tinh khôi để sư giảng cho nó được mới. Dạ, con xin được đọc bài cũ. 355. Hanan ti pho ga đùm mê thăng nợ chà ba ra ga quê si nợ pho ga tan ha ga đùm mê thơ hàn ti anh nhê quá át ta năng Hà nàn ti phụ gà đùm mê thăng nơ chấp hà ra gà quê xí nơ phụ gà tanh hà gà đùm mê thơ hạnh ti anh nhê quá áp ta năng. Hà nàn ti phụ gà đùm mê thăng nơ chấp hà ra gà quê xí nơ phụ gà tanh hà gà đùm mê thơ hạnh ti anh nhê quá áp ta năng. Tài sản hại người ngu, người tìm bờ ngược không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Dạ, đây là bản chuyển ngữ ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Hà nan ti phơ gà đụm mê thăng nở cha ba ra gà quê si nô phô gà tanh ha và đụm mê thơ hạnh ti anh nhê và ạt ta năng. Hà nạn ti phô gà đụm mê thắng nở cha ba ra gà quê si nô phô gà tanh ha và đụm mê thơ hạnh ti anh nhê và ạt ta năng. Hà quan ti phô gà đụm mê thắng nở cha ba ra gà quê si nô phô gà tanh ha gà đụm mê thô hạnh ti anh nê quà ạt ta năng. Tài sản làm hại người mê nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông, tham giàu đã hại mình xong còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn cô ấy Minh cho bài học.
Văn Đông có trước máy phải không? Văn Đông có trước máy có. Trời ơi, xa thú Văn Đông biết hết trơn. Ừ, có bằng tay thanh thủy nè, xa thú. Dạ mời quý vị nha. Dạ, cảm ơn sư Chư Quỳnh. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc bài 355. Đọc xong rồi mời bạn Đông ha. Hoan nan tiếp phô ga đun mê thăng nô chấp pa rác ga quê xí nô hô rác tanh ha giác đùm mê thô hành tí anh nhê và ác ta năng tài sản hại người ngu không người tìm bờ kia kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Và phản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu: tài sản làm hại người mê nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông, tham giàu đã hại mình xong còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Bằng phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và con xin đọc lại ạ. Hai năm tiếp thu ra đùm mê thanh nô chấp ta ra giá quê xí nô thô giá tâm ha giá đùm mê thô hành tí anh nhê bác ách ta năng. Dạ, và con đã đọc xong, sau đây kính mời bạn Đông ha. Và con kính truyền đạo tràng. Cảm ơn Bích Thai, dạ, dạ, xa thú, cảm ơn Thành Thủy, cảm ơn Trần Đông. Mà con thấy tín hiệu của Đại Đức Tịnh Đạt rồi. Rất là xa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Và bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt và giảng giải bài học ngày hôm nay. Và con kính dân mít đến sư Nhật Quỳnh trước kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng mát. Và con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Thầy Giác. Kính tri ân đại chúng đã cho thêm được thời gian và kính cảm ơn các vị đã ôn bài học của bài mới ngày hôm nay. Để bắt đầu cho buổi học bài mới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc qua cái phần nội dung của câu kệ ngôn pháp cú số 356. Câu pháp cú số 356 có nội dung như sau: Tina dosa ni ketta ni raga dosa ayang baca tasma hi vita ragesu dinang hoti mahapalang. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham do vậy được quả lớn. Tina dosa ni kheta ni ka dosa yang baca tasmahi vitara gesu denang hoti mahapalang. Bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chen Đá Chánh: các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Chúng sanh này có tham ái là điều tai hại. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí đến những người có tham ái đã được xa lìa cõi lớn lao. Và chúng ta trước tiên sẽ đi vào phần ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 356 này. Câu đầu tiên là Tina dosa ni khetta ni. Tina dosa ni có nghĩa là cỏ dại là điều tai hại. Chữ tina có nghĩa là cỏ, cây cỏ, cọng cỏ hay là cỏ dại đó.
chữ đô xá chúng ta thường hiểu theo cái nghĩa đó là tâm sân, đô xá chitta, nhưng mà ở đây cũng nghĩa là tai hại, điều tai hại. Chữ khét tá có nghĩa là khu vườn, thửa ruộng, và cái thửa ruộng khét tá có nghĩa là thửa ruộng. Câu thứ hai đó là garadosa ayang bacha. Garadosa có nghĩa là tha mái, gara là tha mái, dosa là điều tai hại. Garadosa là tha mái, là điều tai hại. Ayang là này ở đây ghép chung với từ bacha đó. Ayang bacha là chúng sanh này. Bacha có nhiều chỗ thì dịch là dân cư dân hay là dân chúng, cũng có chỗ là chúng sanh. Câu thứ ba trong câu kệ này đó là tasma hi vi ta ra ghe su. Tasma hi vi ta ra ghe su. Quy tá ra ghê xú được ghép bởi hai từ quy tá cộng với ra cá. Chữ quy tá có nghĩa là đã đi khỏi, ghép với cái từ ra lá tạp tham mái là có nghĩa là những người không còn tham mái, đã dứt trừ tham mái. Chữ hí là vậy. Chính vì vậy chữ tasma. Câu thứ tư đó là Dinang ho ti mahapalang. Dinang có nghĩa là vật thí. Đây là vật đã được bố thí. Chúng ta gọi tắt là vật thí. Hô tí có nghĩa là Mahapalang. Mahapalang là có nghĩa là hậu quả báo lớn lao. Ghép từ Mahanta và cộng với từ Phala. Mahanta là lớn, to lớn. Phala là cái quả báo. Mahapalang là có quả báo lớn lao. Như vậy là chúng ta đã điểm sơ qua về ngữ vựng của kệ ngôn 356. Bản phổ thơ của giới đức như sau: cỏ dại tai hại ruộng đồng, tham lam nhiễm độc giữa lòng thế gian. Quý thai những bậc ly tham, cúng dường vị ấy phúc vàng kết xây. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân và duyên sự của, cũng như duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Và kính thưa toàn thể quý vị, ở trong phần duyên sự, không riêng câu pháp cú 356 mà cái duyên sự này đã bao gồm cả 4 câu pháp cú liên tục, đó là số 356, 357, 358 và 359. Cả 4 câu kệ ngôn cú này có cùng một cái duyên sự liên quan đến một cái vị thiên tử Devabutta tên là Ankurat. Hôm nay chúng ta được học cái duyên sự của câu nhóm kệ ngôn pháp cú này, và những bài sau thì chúng ta sẽ được học một lại nhiều lần nữa. Thưa quý vị rằng ở trong thời kỳ Đức Phật đó, có một lần nọ hai cái vị thiên tử
dịch sát nghĩa của cái từ Pali là Deva Buddha, tức là Deva là một vị chư thiên, một vị trời. Tử ở đây có nghĩa là con người, con trai, tức là một cái vị thiên nam đó. Thì có hai vị tên, là một vị tên là Indaka và một vị tên là Ankura. Hai cái vị này có một cái sự bố thí cúng dường nhưng cho cái kết quả khác hẳn với nhau. Thì khi mà trình bày lên đến Đức Phật vì cái nguyên nhân tại sao á, thì lúc đó Đức Phật ngài mới giải thích. Đối với thiên tử Indaka đó thì chỉ làm phước một cái vật thí nhỏ mọn, một cái vật thí nhỏ mọn như là một con muỗng cơm, một cái chén cơm, một cái vật món vật thực rất là đạm bạc. Nhưng mà còn có vị thiên tử tên là Ankura đó, thì bố thí một cái vật thí rất là to lớn, đó là xây những cái lò sưởi, cả một dãy đường và duy trì trong nhiều năm, một cái thời gian rất là dài cho dân chúng. Nhưng mà tuy rằng cái vị thiên tử đầu tiên là Indaka với cái vật thí nhỏ mọn đạm bạc đó, nhưng lại có một kết quả to lớn, có một cái phước báo trổ sanh thù thắng. Ngược lại thì thiên tử Ankura với cái công đức hạnh của mình đầu tư và mất công nhiều công sức, nhưng lại cái phước báo trổ sanh lại không có thù thắng như là một cái vật thí nhỏ mọn đạm bạc của thiên tử Indaka. Thì cái nguyên nhân tại sao khi đến hỏi Đức Phật thì lúc đó Đức Phật ngài mới giải thích. Cái nguyên nhân chính đó là thiên tử Indaka tuy là bố thí với cái vật thí đạm bạc như là muỗng cơm hay là một cái bữa ăn, nhưng mà cái người nhận thí đó là một cái vị xuất gia, và đặc biệt cái vị này đã là một cái vị thánh nhân, không còn tham sân si, là một cái vị vô lậu giải thoát, ngài tên là Anuruddha. Còn thiên tử Ankura với cái tâm lực của mình nhiều năm nhiều tháng để lo cho dân chúng thì lại có một cái kết quả trổ sanh không có thù thắng bằng, bởi vì đối tượng thí đó là dân chúng. Thì khi mà nói đến đây đó, sau khi mà đã giải thích cho hai cái vị thiên tử này rõ cái nguyên nhân tại sao có kết quả thù thắng và cái người thì không có thù thắng bằng, thù thắng chứ không phải là không có kết quả của cái việc làm thiện, thì Đức Phật ngài đã thốt lên nhóm bốn câu kệ ngôn này. Và hôm nay chúng ta sẽ học đầu tiên câu kệ ngôn đầu tiên trong nhóm bốn câu này. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cái câu kệ ngôn pháp cú này đó, đó là cái hình ảnh cái thửa ruộng mà chúng ta gieo trồng của những người nông dân đó, thì có những cái cỏ dại nó gây ảnh hưởng đến mùa màng. Những cỏ dại này có thể đó là nhiều và dễ gây sâu bọ, và có thể là những cỏ dại này nó sẽ là những cái mầm móng và nảy sinh hút hết những cái chất dinh dưỡng khi mà người nông dân chăm bón cho những cây lúa. Cho nên có câu là cỏ làm hại ruộng vườn. Rồi tham làm hại người đời. Tham làm hại người đời ở đây nêu lên một cái tính chất về
bản chất của mỗi chúng sanh, đó là về cái tính chất tham. Tham ở đây nó có nhiều, có nhiều cái mức độ để mà mình nói về tham. Có nhiều người tham bất chấp để mà đạt được cái mong muốn của mình, mục đích của mình. Có những người tham thì chỉ là dính mắc thôi. Nhưng mà cho dù là dính mắc hay là dùng bất cứ một cái lợi dụng một cái cơ hội hay là bất chấp thủ đoạn để mà đạt được cái mục đích mình đó, thì cái điều đó, những cái điều đó nó cũng làm hại cho bất cứ một cái chúng sanh nào. Và đặc biệt đó là những cái chúng sanh mà đang dần dần loại trừ những cái tâm xấu này. Bởi khi chúng ta nhận ra cái tâm tham hay tâm dính mắc đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là khó chịu khi mà chúng ta có những sinh khởi, mà chúng ta cố gắng dùng cái biện pháp, dùng những cái công phu tu tập để mà dần dần loại trừ đó. Và hai cái câu cuối là bố thí người ly tham do vậy được quả lớn. Cái người ly tham đây ám chỉ cho là những cái bậc vô lậu, những cái bậc mà không còn cái bản chất của tham, không còn cái bản chất của cái sự dính mắc. Khi bố thí như vậy đó thì giống như là một cái thửa ruộng được sẵn sàng tươi tốt cho những cái hạt giống nảy mầm, thì chắc chắn là cái thửa ruộng đó sẽ đạt được những cái quả, những cái lợi ích bội thu. Thì thưa quý vị, cái duyên sự câu kỳ ngôn, nhóm câu kỳ ngôn pháp cứ này rất là ngắn, chỉ nói đến cái việc mà bố thí cúng dường của hai cái vị thiên tử. Nhưng ở đây có một cái điều chúng ta cần phải lưu ý, có hai vấn đề. Thứ nhất đó là nếu nói như vậy đó, nếu mà đem cái trường hợp của hai vị thiên tử đây mà bàn đó, thì có phải chăng là chúng ta đợi gặp những cái vị thánh nhân mà chúng ta hãy để được quả lớn, chứ chúng ta không có tốn công tốn sức mà chỉ làm những cái việc giúp đỡ hay là từ thiện hay là làm cho những cái người nghèo khổ, vì cái quả đó nó không to lớn hay thù thắng bằng cái đối tượng thí là một vị thánh nhân. Có phải chăng là như vậy hay không? Và tại sao mà trong cái việc bố thí nó cần có những yếu tố gì để mà đạt được cái quả báo thù thắng? Và cái điều mà quan trọng nhất đó là chúng ta làm việc bố thí, thì việc bố thí nó chỉ là đại diện ở trong cái trường hợp này thôi. Nếu mà chúng ta nói rộng hơn nữa, đó là cái việc thiện mà chúng ta làm đó, thì chúng ta có cần quan tâm đến cái quả thù thắng hay là không thù thắng hay không? Đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà đọc qua cái duyên sự và cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Thứ nhất đó là chúng ta có cần phải chờ đợi gặp được Đức Phật hay gặp được các vị thánh nhân mà chúng ta lúc đó hay bố thí? Thì thưa quý vị rằng, nếu mà chúng ta là những cái người có duyên, có phước đó, chúng ta sanh trong những cái thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, những cái thời kỳ có nhiều cái vị xuất chúng thánh nhân, hay là thời kỳ có Đức Phật xuất hiện ở đời, thế độ quả là một cái hữu duyên, một cái niềm phước báo. Và lúc đó thì dễ dàng chúng ta gieo trồng cái phước báo đối với những cái vị mà chúng ta mong cầu. Và nhưng như là trong cái thời kỳ chúng ta, thì nếu mà chúng ta để tìm một cái vị thánh nhân như vậy mà chúng ta bố thí đó, thì cái công chúng ta tìm đó, thứ nhất đó là không đủ cái thời gian để chúng ta đi tìm. Cái thứ hai là chúng ta không có cách nào để chúng ta xác định đó là cái vị thánh nhân. Nếu mà hỏi các ngài thì các ngài không nói rồi. Đã là thánh nhân thì các ngài không có tự nói đâu, không có tự khoe đâu.
Còn mà người phàm phu mà để xác định đó là cái vị thánh nhân thì không có cách nào cả, không có cách nào cả. Cho nên trong cái điều đầu tiên đó là chúng ta có chờ đợi đến những cái giây phút đó hay không, hay là chúng ta hãy bố thí, hãy làm các việc phước đức, các việc thiện khi mà chúng ta có thể. Đó là một cái điều mà thông qua cái câu duyên sự của nhóm câu kệ ngôn pháp cú này mà chúng ta sẽ lưu ý. Cái điều thứ hai đó là cái việc mà bố thí cho một cái vị thánh nhân như vậy đó, tại sao lại có phước báo thù thắng? Bởi vì khi mà chúng ta học đó, chúng ta sẽ biết rằng trong cái việc làm thiện đó, nhất là cái việc bố thí trong được đề cập ở đây đó, có nhiều cái yếu tố làm cho cái quả phước nó được thù thắng, cho dù chúng ta có mong chờ hay không. Thứ nhất đó là cái người thí, thứ hai là vật thí, và thứ ba là người nhận thí. Là có ba cái yếu tố căn bản. Cái người thí đó là chúng ta, và cái người thí chúng ta nó quan trọng cái gì? Đó là quan trọng tâm lý thí. Cái tâm lý của chúng ta thật sự là sẵn sàng bố thí hay là cho ra chưa? Cái thứ hai là cái vật thí nó được hay không. Cái vật thí ở đây có nhiều cái giới luật nó đi đính kèm, nó đi cùng với cái vật thí này, và chúng ta cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức nhất định về cái vật thí. Chứ không thôi là chúng ta nghĩ là vật thí, chúng ta nghe nói là với mồ hôi nước mắt công sức của mình tạo ra thì được coi là một cái vật thí trong sạch. Thực sự ra thì có nhiều cái ở trong cuộc đời chúng ta tìm ra cái vật chất đó, cũng có khi là chính mồ hôi nước mắt. Nhưng mà đôi khi á, cái mồ hôi nước mắt á, cái chất xám mà suy nghĩ ra những cái phương kế để mà chiếm đoạt tài sản, nó cũng là cái công sức mồ hôi, nhưng mà đó xem như là những cái vật nó không có được trong sạch. Hoặc là phải dầm mưa dãi nắng để mà bắt cua bắt cá, để mà bẫy chim, hay là làm những cái phải tốn công để mà có được cái món ăn rồi đem cúng dường, thì cái vật thí đó thật sự ra thì nó đã theo trong cái sự mà bố thí, thì cái việc vật thí nó đã không trong sạch. Tại vì do là chúng ta giết hại, chúng ta lường gạt, hay chúng ta chiếm đoạt để mà có được cái vật thí đó. Cái thứ ba đó là cái người nhận thí. Cái người nhận thí ở đây là ở trong cái câu chuyện duyên sự này là một cái vị thánh nhân vô lậu, là không còn phiền não, một cái vị giống như là một cái mà không còn bận nhơ ở trong tâm. Thì đó là ba cái yếu tố căn bản cho cái việc mà có kết quả thù thắng. Thù thắng hay không? Thù thắng cho dù chúng ta có mong muốn hay không. Dạ, nếu mà ba cái yếu tố này được thiết lập và kết hợp một cách đầy đủ trong cái khoảnh khắc mà chúng ta bố thí đó, thì chắc chắn rằng cái kết quả sẽ được thù thắng. Và cho dù là chúng ta có mong muốn hay không. Tại sao lại Tịnh Đạt nhấn mạnh cái chỗ này? Thưa quý vị, rằng khi mà chúng ta học về Phật Pháp đó, chúng ta sẽ hiểu một cái điều đó là nhân quả nghiệp báo. Và từ khi mà chúng ta có cái tâm thiện đó, hay là có cái hành động thiện, hay là cái lời nói thiện đó, thì chắn sẽ để lại một cái quả, là cái quả báo về sau. Khi mà chúng ta hiểu cái này đó, thì chúng ta sẽ hiểu chắc chắn rằng khi mà chúng ta đã bố thí với những cái tâm thành kính như vậy, hội đủ ba cái yếu tố được tốt đẹp như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ được tốt đẹp, cho dù chúng ta có mong muốn hay không. Và cái việc mà có mong muốn hay không á, nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề thứ ba, đó là đã biết rằng
khi chúng ta mong muốn hay mong cầu cái kết quả của cái việc thiện, hay là chúng ta không mong muốn kết quả của việc thiện mà chúng ta tạo đó, thì kết quả nó sẽ dẫn trổ sanh. Như vậy tại sao chúng ta phải bận tâm mà chúng ta hãy mà chúng ta không có quan tâm đến cái việc mà trau dồi để trong sạch cái nội tâm khỏi những cái phiền não? Đó là điều đáng lưu ý hơn là cái việc mà bận tâm với cái việc quả trổ sanh của cái việc thiện. Cho nên có lần Tịnh Đạt có trình bày với mấy vị ở trong trên diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, đó là cái việc thiện mà chúng ta làm đó là chúng ta hãy quan tâm nhiều nhất, đó là làm sao để mà giảm bớt cái phiền não, thì đó là cái điều hợp tình hợp lý và đáng được quan tâm nhiều nhất, bởi vì đó là con đường của Ba La Mật, con đường của các cái ngài Bồ Tát đã đi qua, đang đi qua và sẽ đi qua. Khi mà các vị Bồ Tát đó, họ không có làm cái việc giúp đỡ hay là xuất gia hay là từ bỏ cái thế gian này với cái mục đích đó là mong cầu cái quả về sau, và nhưng mà với một cái ý định đó là làm sao, bằng cách nào có thể giảm bớt những cái tham, cái sân, cái si, cái ngã mạn, cái ngã chấp, cái hiềm khích, cái mà bỏng sẻn, ganh tị, tật đố, thì làm sao, cách nào có thể giảm càng nhiều càng tốt. Cho nên các ngài đã làm các cái việc thiện giống như là bố thí để mà giảm bớt cái sự dính mắc bỏng sẻn, hay là trì giới để mà không có sát sanh, không có trộm cắp, để mà giảm cái việc mà tham đắm, tham lam, để mà không có cái sự sân hận, đánh đập chúng sanh khác hay giết hại chúng sanh khác, giảm bớt cái tâm tham, giảm bớt cái tâm sân. Đó là cái điều mà đối với cái người con Phật á, chúng ta hãy lưu ý nhiều hơn, hơn là cái việc mà quan tâm đến cái quả thù thắng hay không thù thắng. Đương nhiên là sống ở trong đời á, thì chúng ta cần có những cái quả phước hữu lậu, bởi vì nó sẽ là cái bằng đạp và cái nền tảng để giúp chúng ta có một cái đời sống nhẹ nhàng, thoải mái, không quá mệt mỏi, không quá bận rộn, cũng không quá là cực nhọc, để mà có được cái cuộc sống tốt đẹp. Và chính vì cái nền tảng tốt đẹp đó, nó là cái cơ hội để mà chúng ta có cái thời gian nhiều hơn, có một cái trí tuệ thông minh hơn, có một cái đầu óc thảnh thơi hơn, để mà tầm cầu nghiên cứu và học hỏi Phật Pháp. Cái phước hữu lậu đó thì thưa quý vị rằng có một cái điều bây giờ có hai cái vấn đề liên quan đến cái phước hữu lậu. Có nhiều người á, quý vị thấy trong kinh điển và hay nhắc đến đó, có những cái thời pháp Đức Phật ngày thuyết, ngày giảng, có người thì đắc liền, có người thì chứng đắc liền, có người thì nghe 5 lần 7 lượt mới có cái sự hiệu pháp lãnh ngộ, có người cũng không bao giờ, chỉ hiểu pháp rồi hoan hỷ rồi về làm các việc thiện thôi, cũng không có cái khả năng để mà chứng ngộ, lãnh ngộ của giáo pháp. Trong cái việc lãnh ngộ giáo pháp thì có nhiều cái tầng lớp xã hội, vua chúa đi xuất gia hay là vua chúa nghe pháp đắc thánh đạo thánh quả có, rồi tầng lớp thương gia có, tầng lớp bà la môn có, tầng lớp nô lệ có, tầng lớp kỹ nữ có, tầng lớp săn bắn có, tất cả những cái tầng lớp đều có cái khả năng để mà đắc thánh đạo thánh quả. Thì lý do tại sao như vậy, và cái quá trình mà những cái người đó đi đến cái việc mà nghe được giáo pháp, hiểu được giáo pháp và đắc được giáo pháp hoàn toàn lại là những cái trường hợp khác nhau. Bởi vì nó có hai cái nguyên nhân, hai cái yếu tố quan trọng như thế này.
đó là một cái người đó cần phải có cái phước thiện, cái phước thiện phú lậu để mà nâng đỡ cuộc sống. Và nếu chỉ dừng lại ở đó thôi đó thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ chỉ gieo duyên với cái việc mà hạnh phúc thế gian. Còn cái người mà muốn gieo duyên với cái việc là giải thoát, khi gặp Phật Pháp hay nghe Phật Pháp hay là thấy Đức Phật mà được giải thoát đó, thì cần phải gieo thêm một cái duyên lành nữa, đó là phải có cái trí tuệ của thiền quán. Phải có cái trí tuệ của thiền quán. Và hai cái khía cạnh này cần phải được nâng đỡ và đi song song với nhau. Nếu như chúng ta mất một trong hai, cái người đầu tiên đó là có phước hữu lậu nhưng mà không có cái trí tuệ thiền quán đó, thì mãi mãi là những người sống trong hạnh phúc thế gian. Cái người thứ hai đó là có trí tuệ thiền quán nhưng mà không có quan tâm đến cái phước hữu lậu đó, thì trở thành một cái người đó là có khả năng chứng đạo, chứng quả, nhưng mà cái cơ hội thì quá là hiếm. Bởi vì thiếu cái phước hữu lậu, hữu lậu đó, thì có thể người này trôi dạt ở trong cái luân hồi, và người này sẽ sinh ra với một cái sức khỏe yếu kém, một cái gia đình túng khó, một cái xã hội bần cùng, một cái giai cấp thấp kém. Và chính vì cái khó khăn đó làm cho cái người thiếu cái phước hữu lậu đó phải tìm mọi cách để sinh nhai. Và trong cái khi tìm mọi cách đó, đôi khi lại phạm những cái ác nghiệp. Và chính những cái ác nghiệp đó sẽ dẫn người này đi luân hồi ở những cảnh khổ đau, ở những cảnh khổ đau. Thì quý vị thấy là một cái vòng xoay như vậy đó, tuy là có cái phước trí thiền quán, tức là có từng gieo duyên tu thiền, thiền quán, nhưng mà do là không có tạo cái công đức hữu lậu như là bố thí, thì cái người này có một cuộc sống hết sức khó khăn, và cái cơ hội để mà gặp Phật Pháp hết sức là khó khăn. Ở trong thời kỳ Đức Phật thì có nhiều cái trường hợp như vậy lắm. Mai duyên đưa đẩy làm sao đó sanh lên ngay cái thời kỳ Đức Phật. Đức Phật ngày thuyết một câu pháp, hay gặp một vị thân ngày nhắc một câu pháp, tự nhiên ngộ đạo. Đó là những cái trường hợp liên quan đến cái việc bố thí. Thứ nhất đó là chúng ta hãy nên làm những cái việc thiện, những cái việc tốt lành như là bố thí, và chúng ta hãy sẵn sàng để làm. Xin nhắc lại trong cái ba yếu tố tâm lý của người bố thí, vật thí và cái người nhận thí đó. Riêng đối với cái nhìn của Tịnh Đạt đó, ở đây là cái hiểu của Tịnh Đạt và cái nhìn nhận đó, thì cái tâm lý thí đó, nó quan trọng hơn hết. Bởi vì rằng cái tâm lý thí đó nó khó sanh khởi, làm cho vững mạnh, lớn mạnh hơn là cái việc mà vật thí là người thọ thí. Bởi vì cái người thọ thí, những cái người giàu có ở trong xã hội này rất là nhiều, nhưng mà tìm cái người mà sẵn sàng bố thí, có cái tâm lý xả tạng thì khó. Cái vật thí thì dễ. Cái người nhận thí thì đối với quý vị, chúng ta không có quan tâm đến cái quả phước thù thắng, thì bất cứ cái chúng sanh nào cũng là cái đối tượng để nhận thí. Từ những cái việc mà chúng ta trẻ mồ côi, rồi lũ lụt bão lụt giúp đỡ nhân dân, rồi đến người ăn xin hành khất, rồi đến cả những con thú, chân chó con mèo, đều là những cái đối tượng thí. Và chỉ có cái việc là tâm lý thí đó, nhiều khi chúng ta làm chỉ có làm chỉ để làm, hay là làm để chỉ để vui, hay là làm bị bắt buộc, hay là làm bởi cái đó là cái phong tục của gia đình, chứ chúng ta chưa có được cái tâm lý sẵn sàng để mà bỏ ra cái công sức tài sản của mình tạo ra để mà giúp đỡ, để mà cho
đến cái người khác. Đó là một cái điều nữa ở trong cái việc yếu tố, ba cái yếu tố tâm lý, thí, vật thí và người thọ thí. Cái thứ hai đó là khi mà bố thí thì chúng ta hãy quan tâm nhiều nhất đó là làm sao với cái khéo tác ý như thế nào để mà thanh lọc, giảm bớt các cái phiền não càng nhiều càng tốt. Còn cái việc mà quả của cái phước thí đó thì chúng ta dùng cái kỹ thuật của ba yếu tố đầu đó để mà tạo ra một cái phước báo lớn thù thắng, chứ chúng ta không cần mong cầu. Chúng ta chỉ dùng cái cách thức mà chúng ta đã học hiểu, chúng ta tạo ra một cái quả hữu lậu về sau. Và một cái điều song song đó là khi mà đã có được cái quả phước hữu lậu rồi đó, chúng ta cũng đừng quên đến cái việc mà định tâm tu thiền, thực hành thiền để có được cái trí tuệ về thiền quán, ít nhất là cũng có được cái trí tuệ phân biệt các cái danh sắc, một cái tầng trí tuệ cũng rất là cao ở trong thiền quán. Thì may ra đó là cái duyên lành để mà khi gặp Phật Pháp hay là sanh ở trong cái thời kỳ có Đức Phật ra đời thì chúng ta là những người hữu phước, khi nghe Pháp, nghe Kinh sẽ ngộ được cái giáo lý, sẽ hiểu được cái giáo Pháp và sẽ chứng được thánh đạo thánh quả như là những cái vị A-la-hán, những cái vị đệ tử Phật đã từng làm. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái thời gian ngắn ngủi để mà chuẩn bị cho cái câu kệ ngôn Pháp Cú 356 này, do là chuẩn bị không có đúng cái câu Pháp Cú cho nên Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ ngắn gọn ở trong duyên sự cũng như là ý nghĩa câu Pháp Cú ngày hôm nay. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi chia sẻ này, kính chúc chư tăng và tất cả toàn thể quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề luôn luôn có được cái sự an lành và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhutto sappa mangalang rakhanto sappa devatan sappa bhutana bhavena sadasate bhavantu te. Bhutto sappa mangalang rakhanto sappa devatan sappa dhammana bhavena sadasate bhavantu te. Bhutto sappa mangalang rakhanto sappa devatan sappa sanghana bhavena sadasate bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara vasini thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra
sabbana puta sukhita bhavantu te jana puja yepi jana sampawa samseda jata athavo papatika niyani kang thamma wa sampatit jate sabbe pirukha sakarantu sankhayang thatu chi rang sa tang thầm mô thầm ma tha ra cha bô ga la sang khô tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rat khan tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô u thêm sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mic.